Chào bạn, Huy đang ở xã Thới Quảng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay mình xuống nhà Tướng Anh chơi. Rồi mấy anh em mình sẽ chuẩn bị đi câu kéo gì nè. Tướng Anh sẽ dẫn mình đi. Đây là khu vực chợ cả mới lớn của xã Thới Quảng. Bye. Mấy lần Tết mà bán mấy ngày gần giáp Tết á, đông lắm, chịu lắm đi rồi, gọi cha không đâu, qua đẩy phụ. Mà kêu hoài không ai nghe, ổng thì đang đây bận luôn, vợ nhỏ ơi chứ đâu nghe đâu. Như bạn thấy đặc trưng của ở mấy vùng miền miền Tây á, thì vừa có đường bộ, vừa có thể sử dụng được thủy trước nhà. Dạ, cứ chạy một đoạn, nếu mà qua lại sẽ qua những cái cây cầu nhỏ như thế này. Ngày xưa mình nghĩ ở đây là sẽ đi bằng cầu thủy. Bây giờ nhờ có những cái người nước ngoài hoặc là những cái tổ chức vận động bà con nữa đóng góp để xây dựng cho bà con mấy tỉnh dùng như thế này. Của mấy chùa tài trợ hả? Cũng hay ha. Các bạn đây, vô đây thì các bạn hơi khó chóng mặt ha. Đây, đi vô một cái con đường đất, mình lại cảm thấy giác nhớ lại cái khoảng thời gian lúc mình còn nhỏ thì cũng đi những con đường đất này nè. Ngày xưa đi bộ đi không, đi ra tới trường là lấm lem bùn đất rồi. Anh chia sẻ thì mấy cái nhà, có những người đây tại cái công việc cái làm kiếm sống ở đây rất khó khăn nên ta bỏ nhà ta lên mấy tỉnh Bình Dương rồi người ta làm các bạn. Thì mấy bạn nhìn xa xa cũng còn ruộng, cũng không ngờ những cái tỉnh xa miền Tây giờ vẫn còn những cái con đường đất như thế này. Hồi xưa mà đi học lớn chút xíu được cái chiếc xe đạp mà đi những con đường đất này là phải cầm theo cái cây ha. Có bạn nào giống trường hợp mình không? Để chút mình đẩy chút mình phải lấy cây mình nại đất ra khỏi cái dè mới đẩy tiếp được. Đây là nhà chú Sáu của Tướng Anh với bà nội. Các bạn thấy ở đây còn những cái cảnh nhà rất là nhà lá ha, rất là kiểu dân dã thông quê. Với bà con mình ở đây cũng rất khó khăn, tại nhìn cái đường vô thấy cũng mệt mỏi khi tháng mưa đấy. Đi ngang đây mình thấy anh chị đang kéo cá lưới nè, mình vô mình coi anh chị kéo với cái con gì. Dạ, anh kéo cá gì anh? À, lồng tông hả? Dạ. Cái lóc bự nó nhảy dữ mà. À. Chứ không có nhiều cá. À, nãy kéo được lưới rồi hả? Mới kéo qua rồi, hôm nay kéo lại nữa. Kiếm đủ chiều kho tiêu rồi ha. Hai vợ chồng ăn như đây đủ rồi. Có anh có bé nào chưa? Có hai bé. Đi học về ha. Bé đi học về. Anh tên gì? Tên Sâm. Anh Sâm, dạ. Còn chị Quyên, anh Sâm chị Quyên. Con mang thịt gạo. Các bạn thấy đây có cá sặc nè, cá rầm, hay là cá ở trên mình gọi là cá mè, ở đây gọi cá rầm, lòng tông, bẫy cầu. Cái này mình có nuôi gì không mà mình rào lại chị?
chú Nguyên. À thả cá hả? Chuẩn bị thả cá nuôi gì nuôi hả? À. À giờ nước còn lợ không? Chưa có mưa chưa? À. Nuôi chưa nhiều nước chưa ngọt. À. Mới đất cao lên mà giờ cao mũi ra làm lúa luôn rồi. Đây nhà của anh Sâm với chị Quyên. Anh Sâm chị Quyên là người người dân Khmer bà con mình phải không? À trường cấp 1 bên đó đó hả? Trường cấp 1 là hồi nãy lần ngã ba chợ thay mình quẹo lên mình đi thẳng luôn. Nè anh kéo mà cá gì nó chạy qua đây quá chừng. Này phải lấy cây đập nó chạy ngược lại. Hả? Quay làm phim chơi và ký sự. Bạn học hồi tiểu học của em á. À bạn học hả? Bạn hồi tiểu học á. À. Cái cầu xuống hả? Thì nghe Tuấn Anh chia sẻ với mình thì bà con ở đây đa số đa phần cái cuộc sống khó khăn nên đa phần là lên Bình Dương hết để làm cái công nhân nghe. Mà kiếm nhà. À tại bà con mình cực khổ thì để dành dụm gì cũng có nhà tường nhà cái đường này chứ, à, chở vật tư phải chở bằng đường ghe à. Bà con mình cũng xài nước mưa. Xài nước mưa à, bà con mình uống nước mưa mà. Uống nước mưa bỏ vô những chai nước ngọt luôn. Bỏ tủ lạnh. Dạ. Ở đây mình có điện thôi nhưng mà nước thì nước là phải mình xài nước sông hả? Không, xài nước nước cây. À mình với cây là bơm giếng khoan. Bơm, còn dạ. Nước thì hướng nước mưa. Dạ. Mưa nước cây nước ngọt con ngọt phèn quá. À. Phèn hả bác? À, chỉ xài rửa hay tắm phèn. Rửa giặt rồi. Lóng nấu cơm à? À hả? À nó lóng vẫn lóng phèn nấu cơm. Phèn quá. Nền nhà nền đất nhà bác hai của Tuấn Anh à, xài bếp ga vẫn xài bếp củi nước giếng khoan nhưng mà phải lóng phèn lại. Mấy chú thọc ong để cho câu cá à, toàn mình tính làm mồi trộn chú nói ở đây cá này phải thọc ong nó mới ăn. Đấy, con chó dễ thương tắm luôn đó. Có nấm lưỡi ơi. Mày đá vô chân anh luôn mày. Ôi, yêu cầu mọi người lạ là được đó. đánh dấu người quen lạ là nó đá lên có nó ngon. Còn mọi người lạ là đá rồi sao không đá hết quần á. Vô mực ơi. Để chú hành thì có bắp đi đã luôn. Trời ơi cái chú ổ ong bằng dài. Nè nè, ổ ong bằng dài nữa. Này trứng rất là nhiều. Đi bớt rồi nó này, cái đoạn này nó này, này nhiều trứng. Còn kia nó nở bớt rồi. Nó đẻ cái mới vô mà chưa kịp lớn. Mấy cái này là mấy cái vuông nuôi tôm các bạn, nhưng mà chưa thả nuôi lại.
Thì trời sắp mưa thì nó sẽ lên, cá rô lên nó đẻ mấy này nè. Hy vọng câu sẽ có. Tranh thủ thời gian mình giờ mình thả flycam quay toàn cảnh khu vực này cho bạn xem ha. Chứ để chút hết nắng này quay cũng đẹp. Đây rù rất là ngon các bạn. À, nó ú nu à. Mình đang lai cam, tiếng Anh làm hai con rồi đó. Cái rù đỉnh đã các bạn ha. Ú nu. Cái này vuông nuôi tôm mà nó tan vô nó ở. Ừ. Theo nước vô. Không ai nuôi, cũng bắt càng gì cả. Bắt hai con ngồi kia câu rồi. Dằn sẽ dính tôm á. À. À, ở đây có thả tôm rồi hả? Có rồi. Các hai cậu dính cá luôn bự nữa. Cá nhỏ nhiều nên phá rồi. Giờ mình thả chỉ thả nghe thả biết con cao cả hai tay bốn nu á còn mình mập luôn bự lắm tao ăn thì có ba con dài bốn ngón cái gì nó bằng bánh tám chục luôn ta còn luôn cá rồi nó bảy nó tám nha cá nhỏ nhiều nên nó rỉa coi anh thêm thiệt nè mấy chục ký anh nói chuyện đó con cá nó cũng mấy chục ký mới thay lưới câu kia bự quá, lưới câu nhỏ, nhiều cá nhỏ rỉ. Trời, cá rô nhỏ xíu. Đạt thì ta xếp vào này đi. Đủ. Bây giờ mới được một con. Trời đất ơi. Cá nhiều á, nhưng mà cá nhỏ cũng nhiều nên rỉa dữ lắm.
cá đẹp kìa. Không đi được. Lũi xe nhà bác hai đậu lộ bộ về. Nó mưa đậu. Ừ. Mưa mà đường đất này mà mưa dơ lắm nên về chứ không còn câu nữa. Đây câu cá xảy là nuôi tôm nhưng mà cá rô vô đẻ, tự nó vô đẻ, tao không có thích cá rô tiện vô nó ăn nó khó, dành với tôm. Nếu tôm lột sợ nó ăn tôm luôn á. Tiếc quá mấy bạn ơi, nhưng mà phải đi về. Đấy. Mưa tới mấy bạn nhìn mấy đường đất này, mưa tới xe chạy đâu được, bộ đẩy xe cũng mệt, tay có mấy cây xuống. Bác hai cũng nói mắc mưa ra không được luôn. Mình nghĩ vậy mà thấy cực cho bà con mình ha. Dạ. Sáng ba anh còn đây. Diêm Đại, Diêm Đại trên bờ. Qua đang hả, đào khoai mì. Trời. Vậy thôi mình về mình coi làm bánh khoai mì nha bạn, thông cảm. Còn. À. Cụ cái không vậy hả? Cụ nhánh nó đâu hết trơn rồi. Cái này không biết nữa. Chờ khô hay. Quá, khô quá. Mượn bụi con cụ cái không? À. Chiết. Lụm lụm. Đây đây con xách cụ ra, con xách cái anh vậy đó. Mưa bắt đầu lợp đợp rồi các bạn, nên mấy anh em ta khỏi đường đất rồi. Trời ơi, vô cổng đục đen con cái vậy. Nói gì con vô. Tưởng... Đây nè, đang giữ nè. Bọc trái lại. Không, bọc nó cuộn ăn chứ. Gì quá sẵn nè. Khu qua mà bẻ trái, bẻ cái đọt rồi còn gì nữa, đâu ra trái ăn. 200, 300 gram mà không tới nửa ký đâu. Cỡ 3 lọn mới được 1 ký á. Mình thấy anh chị đang bọc mấy trái khu qua lại chứ để ruồi đục trái nó đục nữa. Tại có con ruồi đục trái nó đục nó đẻ mấy con giòi nhỏ nhỏ nó ăn làm trái hư. Bị đau này nấu canh được rồi nè. Tối không ra chơi được không trời? Tại nãy nó gặp vô gặp cô nhờ cô nói với thầy. Như đây trái bị đau này các bạn thấy là bị ruồi đục rồi nè. Đó, nó chảy nước ra. Nó bị eo chứ không phải xuông. Cái xưa ông nội em còn sống, ông nội ông chồng bầu hay ông chồng bầu nhất cái xứ này luôn. Về tới đây gặp mưa quá chừng lớn rồi. Mưa cũng vừa tạnh mà không có cá ăn thì về ăn mấy cái hải sản từ Nam Du đem về. Này nó chưa đã đâu, nguyên dai kìa. Mới thấy lấy cái mâm mấy đi, lấy cái mâm bỏ mà rẽ ra đi rẽ chứ. Cái thịt nó có mặn không anh ba? Bắt người ăn cái đây. Bữa nào em rảnh đi. Đây là thầy của Tuấn Anh. Chúc thầy rủ đi thăm vớn mà ở đây cá chốt rất nhiều. Thầy nói cái đợt vừa rồi thầy thăm là 80 kg cá chốt. Nghe khủng khiếp nè. Mai nếu mà rảnh mình sẽ đi câu cá chốt cho bạn coi. Nếu nó chịu lên thì nó lên một cái mềm đó. Là mắm đã ha. Ủa, làm nước mắm hay là mắm cá chốt ha? Cái đó có bán hay là để tôi ca ăn cá bà thú đi. Chưa xong hả thầy? Chưa có. Người ai coi chừng thỏ cho mẹ thỏ ăn. Thầy tôi đi uống quất ăn rồi. Quất cũng vào luôn. Để ra không bằng để ha. Không ơi, bây giờ làm để ăn chứ. Như thế con vợ. Rượu nước mặn ăn nó mới ngọt chứ rượu nước ngọt ăn nó chút quất. Nè. Ăn cái đó rồi đây. Ăn đây thầy. Nãy tôi gươm gươm con. Cạo đi, cạo đi dòng đó. Ăn đi. Cạo đi. Thầy ăn chín á. Cạo bỏ. Cạo cái. Cạo cái. Hai bên đó, là dạ. Đó là chỉ là gặp cái trứng nè. Tôi không có dám ăn tới chanh, mấy nó ăn tới chanh tôi không dám ăn. Dạ. Tôi chỉ nướng à. Nướng như nấu cháo. Dạ. Nướng vừa chín sôi rồi. Thôi 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 anh ba ơi. Dạ dạ được rồi, con khui. Dạ. Anh nấu cháo rồi anh cạo được nhiêu rồi. Cạo rồi nó cạo một hộp một tô rồi nè. Dạ. Cạo có trăm ngoài con, 200 con mà. Hai ba đứa cạo. Dạ. Mà. Cháo ngon lắm, nó ngọt. Nó có cá có gì không? Không. Dạ không. Rửa sạch hết, còn trứng ngon này. Cạo lấy trứng thôi. Nó cũng cắt ra rồi vậy đó, nó cắt ra vậy rồi nó ngồi nó cạo. Dạ, cũng cạo cái vàng vàng. Cạo hết nè, trong mấy mé đó.
con rối lại ơi. Con nữa gà lại con khác. Con được ăn hai lần, lần ở ngoài Tuy Hòa Phú Yên với lần vô đây mới được ăn cháo nhum. Cháo nhum. Hôm đó đang nghe nói cứ nghĩ nghĩ là nó như con sò. Dạ cái xuống dưới đây cày thiệu như vậy. Thầy đứng nha, nó ở đằng này ha, thầy đứng chỗ này hồi là nó về về tới giờ này. Nó đi rồi mà gặp đá đâu mà nó bên nó đi hai bữa nay nhưng về quên á. Dẫn Kháo kêu mày đi theo mấy đứa nó con gái không, nó đi vũ trường ngang á. Vô chồng nó kêu cho mày mười mấy chai. Mười mấy chai bia Heineken á. Trời ơi. Đi đâu rồi? Nó cũng như đi theo cô mẹ. Mẹ tuổi nó mẹ. Đi ra được. Còn nhiều dân đi bắt rồi. Bây giờ bắt còn dữ hơn. Đi nó đi luôn. Thằng Huy nghe chưa rạch vậy. Dạ con nghe cá mắm rồi là con mê lắm. Bà mê cá. Ờ, đưa tay lại cho anh không bà. Gặp cơm rồi ăn dễ. Nếu cho đồ dễ khăn nó chứ lâu rồi cái nước cái phải đủ. Không rồi. Nhưng mà cái này xong còn cơm mà xong thầy. Còn. Còn mà ít. Cơm lên. Là ông lặn xuống có 5 phút, 10 phút chứ đó. Bắt lên. Có bình hơi hả? Không có hơi luôn. Còn siêu lắm. Mà ông tối ngày đi câu không à. Dạ. Dạ. Có mang cơm không? Có cơm nha. Rồi được rồi em, được rồi. Thầy hết chưa? Từ từ đi. Không không có bên nướng rồi hồi bỏ cái gì vô. Thôi bỏ luộc vô đi. Để lấy cái vỏ hả? Đồ cua tôi ăn giết rồi. Nắm bưu ra là thét cái mặt trời. Nè, cái nhà này có bao nhiêu hết pin. Nè 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 nè. Nó đói á, nhậu ngon lắm. Ăn được. Thì nó vô nó cũng bị mệt. Còn no thì nó không ngon. Ông đại mới ăn cơm, ông Tính Anh vừa vô còn tính mắm. Tôi không ăn cơm, chiều tính nhậu rồi tôi không ăn cơm. Bởi giờ đó ba vậy. Mua gì về đưa ấm ngon. Chó của nhà thầy cô Tiến Anh. Và đến clip đây mình kết thúc clip này nha các bạn. Chào các bạn nha.